Hello, xin chào bà cô chú anh em trên kênh Tú Bất Chước Bất Chuột nha. Chào anh Tiên. Làm gì lôi cô? Làm gì lôi cô trong bếp hả? À, em đang cá cái ngô phi chiên xù. Cá phi chiên xù. Quá ngon rồi. Chào ba ông anh nha. Thì anh em thì anh Phương thì cũng hỗ trợ tụi em lót vào cái đan này. Thì tụi em cũng rất là cảm ơn. Bây giờ là mấy anh qua hồi trưa đang qua hồi trưa hồi sớm đang mình đang tăng gia cái chòi này cả nhà, mà cũng đi kéo nhau đi vào ngoài chài á, cũng kiếm được mớ cá du phi, giờ anh em làm thêm vài món nữa, lót là gói lót xong rồi nha, chặt đấy à, để cho nó khô ráo cái tụi em rửa, tụi em quét lại cái nữa là ok. Mấy anh đợi chút xíu nha. Rồi cái bàn ngoài cũng đem vô luôn. Rồi cái bàn nè. Ủa rồi có vụ chục ghế. Đó. Đâu? Mua rồi luôn đó. Thằng em nó cũng hỗ trợ cho hồi sáng luôn rồi. Đó. Trời ơi quá im còn gì nữa. Ủa quên hả? Gì nữa anh Tiên? Quên mang cái mấy cái ly bia nữa. Lê Ông Nguyên để từ từ. Còn 20 ly nữa. Cái thằng này bắt mặt hay không mà hỏi hoài chứ gì cũng hỏi chứ. Tại tao hứa cho 20 ly nữa. Cho 20 ly. Con cháu đó, con cháu đi không mà. Sao đi không mà. Mà nó đi không mà nó lại nhớ chứ. Hay. Nó hay chỗ đó đó. Sao không có cho mà nó lại nhớ. Mới sượt bò. Bây giờ thì anh cái này bò mình hầm củ cải ha anh Tiên. Bò hầm củ cải đây cải ấy ngon. Bò mình múc ra lẩu ha, múc cho cái đúng rồi múc ra lẩu, múc cho cái chảo ha, rồi bụng mớp rồi nó mình bỏ vô. Đúng rồi mớp rồi nữa nè cả nhà, sớm cắt được mớ nè. Nêm anh nêm đi rồi hả, nêm đi không biết nấu sớm giờ cho nó mềm nó mình nêm lại đi, hành rồi đó. Chưa có nêm gì chưa? Chưa nêm gì thì nêm đi. Lạc nhiễu à? Ừ. Anh bỏ đốt lửa nướng luôn. Nướng vậy bốn con cả nhà ơi. Hủ mặn mấy cá đem vô ngoài ăn hả Hủ? Mặn 3 con. Sao nhóc ở trên đây? Dạ, chưa nhiều. Đặt lại luôn anh ba. Ở trong thì anh Tiên anh đang chiên. Anh Phương thì đó, anh Phương thì đang đặt ba cái mớp dưới gọt, sau thêm hai trái mớp. Cứ kéo cái tay áo xuống lấy gì bớt cho bớt nóng. Nóng tay áo. Anh tính với Úc Hành thì về nhà coi lo mấy con bò chút xíu mới chạy vô tới. Để bên kia đó. Ừ. Trời ơi. Vô cái anh này coi xài. Coi lấy cái thao bỏ mà. Anh Ba. Đổ bằng cá vô cái thao đây họ queo chứ. Họ mình mang lên nha. Và cái mớp nè, anh Phương đang gọt ra nè. Dưới bông này cực kỳ nè. Cái này là cái đọt. Đọt dưới bông á. Tại vì mớp á là mình phải ngắt cái đọt đó cả nhà. Ngắt cái đọt để cho nó đâm chồi. Này ngọt chứ lắm anh Phương ơi. Hồi nãy có điện cho anh mua rắn đúng không bà tạ? Có điện rồi, điện cho tính rồi. Cả thì mà anh Tiên. À giữa anh, giữa. Hả? Giữa. Chứ đừng để vô, đừng để vô bây giờ. Đừng thầy. Điện điện qua đường hay. Điện điện là nó nằm trên cây điên điển. Trái mướp mày nó bị ra. Điên rồi, nó điển rồi, nó bị điên rồi, mình không có nói nó được. Nó điên điển rồi, mình không có nói. Bây giờ em nói với anh Phương nè, bây giờ nè. Mình ở ngoài đồng rồi, mình tính ra ngoài đồng, mình ở trời, mình tính ra ngoài trời. Cái thằng nhỏ cũng nước rồi trước thì không, cái này để gì cũng được nữa, không sao chứ. Trời ơi, mướp gọt vỏ rồi thì để vô ăn bình thường chứ gì. Ok, đâu có gì đâu anh. Trời ơi trời. Rồi bây giờ lấy chảo nè, lấy bắt ra, lấy chén đổ đồ ra. Trời, chiên xù, cá chiên xù nè anh em ơi. Thứ gì mà chịu nói thứ này. Quả thể mà giờ quấy chủ nhật. Còn bên đây thì bò, hầm xả, củ cải. Sườn bò, hầm xả, củ cải. Quá trời đã luôn. Nứt cái trứng luôn. Có cái nồi nhỏ không? Có cái chảo anh. Đấy, chảo. Bây giờ bưng ngoài máy đi. Bưng ngoài đi, hổ bưng ngoài đi. Ngoài gọi anh bưng đâu hồi mà gỡ một cái ha. Anh no anh đó. Không có hành vô hả? Hành chí xả rồi đừng đi hả? À, cái hành không có hành đâu, con đó sao vậy?
Cái này cái này chất sơ chín rồi đó. Xả mà anh để hầm vô đã bán mùi liền. Cá ngoài sao anh ba? Đặc biệt là cái này nè. Đi về à? Nữa thì vô vậy nha. Mình có ly mấy cái ly nhỏ mình có không ta? Ly nhỏ không? Rồi coi. Có lấy ly nhỏ. Trời ơi. Lấy cái dĩa. Hay để hai dĩa thôi. Được ăn dĩa được. Dĩa bự rất là dĩa kìa. Rồi đó anh bưng đi. Dĩa bự không lấy đâu. Rồi để bỏ dĩa. Đàn ông không à. Rồi rồi cứ dĩa bự ra. Dĩa bự không lấy. Bữa nay mình uống nước mắt Lê Hương của anh Hương nhận quà nha. Bữa nay đẹp trai quá cả nhà ơi. Cá này bỏ dễ luôn anh. Rồi cái vụ gì vậy trời? Vậy cũng tương tác quá ha. Hả? Rượu này uống là uống sai thiệt á. Điều này ông muốn bà khen hay là ông muốn bà chữ đây không? Chữ vậy chứ. Uống vô rồi nó chầm đẹp luôn. Mồi mồi ngon. Đây bà, cái chi nhậu ngon. Mồi ngon có bạn Hiền nữa chứ. Chào cả nhà các anh ơi. Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà các anh tính rồi. Bữa nay nhà cửa mình đẹp trai tươm tắt lên, có mồi bò bò bén nữa cả nhà ơi, có bạn Hiền nữa. Thôi thứ gì chịu nổi. Bỏ mày đi nước uống. Thôi đừng bỏ mày đi quý, bỏ tay nó chết luôn rồi. Vớ ra vớ ra bỏ nước chưa không lâu rồi. Bỏ đây đi, bỏ cái gì không sao đâu, không sao đâu, ở dưới đồng mày. Okay. Cá nướng rồi cá chiên xù nổi. Rồi là lẩu à. Qua qua đổ mồ hôi rồi. Mệt quá rồi. Thôi rồi, này nữa. Thứ gì chịu nổi, quá trời rồi. Thôi à, bữa nay xe mồi nha. Chút xíu đi, mình đi làm chút xíu cũng ngồi màn đầy đủ cho người ta ha. Đây thì cá nướng nó đen hơn con cá chiên xù nha. Cái chiên xù này nó phân biệt đây là cá chiên xù nha cả nhà. Bên nướng bên chiên. Ở trên này thì cái lẩu. Đó, lẩu của nó ra anh. Ok, rồi bỏ vô cái chén liền. Cái chén mình bỏ đường xương á. Cái đó mà có miếng mắm mè cả ha. Đúng rồi. Mắm ớt chanh cũng được nè anh ha. Chấm nó bắt hơn nước mắm mình. Đó, cái nãy thịt nó ngon rồi, quá là nặng chanh vô thôi chứ có gì đâu. Lọt ra chứ ở trong nó trắng bông. Ừ. Ở ngoài đang kỉnh đó cả nhà. Lọt ra trắng bông. Cái đó cũng chín sẵn. Cơm không ạ? Cơm cá kho luôn. Có đóng luôn kìa. Để cho bò cơm cá kho đầy đủ. Chiến xào đi rồi phải xách gạo theo nha. Rồi chiến xào tôi xin kẹt nữa bò gạo đem theo mới được. Chào xin đâu bao đâu rồi nữa bao lúc sau cũng chở. Trước sau cũng chở. Bao mày chứ trước sau cũng mất chở. Phải làm như anh nghĩ qua đây luôn hay gì. Chút xíu anh em đi né né này giùm nha. Để tại mình đôn quá giờ phải giờ này lên mới được. Đúng rồi. Bây giờ lên cái trắng đó. Chưa? Không. Lóc gì nó công dữ ha. Để liền lắm chưa? Chưa có ai mà xấu bằng. Cái lóc lột dưới đi. Công chồng nữa cả nhà. Lột cá dưới đi. Trời ơi trời, anh xấu. Cá đâu? Bây giờ thì ngày hôm nay thì trời bọn mình cũng anh Phương cũng hỗ trợ đã lót xong rồi cả nhà ơi. Thì mấy anh qua thì mình cũng mở cái tiệc nho nhỏ ăn mừng cái chòi sạch sẽ nha. Và cũng xin cảm ơn thằng em trai cho 10 cái ghế đó nha. Đó là cháu nội của bác hai, cháu nội nuôi của bác hai. Đâu có ai? Thôi bây giờ mà mình cũng mời cả nhà một cái đi. Cô đi đâu? Rồi luôn đi Hữu. Cái gì ạ? Rồi thêm ly hả? Mình hết ly hả? Hai người dọn ly đấy. Hai người dọn ly. Không có tao hút ly nè, sắc bội đó không á, không cho thơm không không đừng bò mà đừng làm bậy
Bỏ đó, để vô mày. Không, cái này ăn không được, cái này ăn sống với cá mà. Cái này cái đúng rồi. Để vô hư liền đó. Cái này thì mình để lên cái dĩa cá vợ dĩa cá chiên đó. Ừ, cái nướng này rồi, giờ mình nâng ly cái mình mời cả nhà một cái coi hủ đồng hủ. Anh em nè. Vô, 1 2 3 vô. Ba cả nhà. Cái gì? Cái ly cái gì? Cái ly. Để cho ba đi. Còn cái ly ngoài đó, cái ly đó của ai ạ? À? Trời, uống trước cái đi, giờ dót cái nữa. Uống trước đi, giờ dót lại. Mời cả nhà. Ừ, thì hai người uống ly đi. Ừ, vô không? Đúng rồi. Nãy mày làm ly như không nữa. Ủa, nãy thấy ly nhiều lắm mà. Ở bên đây đâu, thấy đây với đây lên đập nè. Uống ly đó, ngồi lên đóng hết. Còn đây ngồi tiếp theo. Xin chào, xin chào. Anh này đang xây cái chỗ để cái bồn nước lên, cái này còn mấy cục gạch nó cho nó xong. Đúng không? Mua 50 ngàn lít. Ủa cái này có trả tiền lại cái gì? Bữa nay chắc không có rồi. Chẳng những không có mà phải ba cái bò này nó phải giải quyết luôn cái lời hứa, đúng không? Không có đâu. Cắt miếng chanh đó, nặng vô nước mắm này đó. Ăn giống như nước mắm chanh luôn. Không được. Không được, để nó mắm mặn vậy đó chú. Nó mặn luôn phải không? Dạ. Không mặn nó cảm giác. Không mặn. Rút vô đồng ý chứ. Quá nóng. Mớp nghe anh Tiên. Dụng văn nghe anh Tiên. Dễ gì, không dụng đâu, không dụng đâu. Từ từ. Dụng văn. Mập mới mà em bẻ trái chín luôn đó. Thì với mấy anh qua là bẻ trái chín luôn đó. Nói gì không rẻ mà nó không thật lòng mà nói. Mỗi lần qua đây là chú Hương nói phải có thằng Tiên qua đây mới được. Nếu không có thằng Tiên là chú Hương không qua. Đó, vậy à. Vậy là mới không có anh Tiên là không có anh Phương hết à? Đúng. Hả? Cái bọc đầu nghề mình bọc này đó rồi nè. Không gì á? Chấm mắm chua chua vậy không biết nữa. Cái bọc teo cái đó nhiều lắm, đó bây giờ là uống rượu được á. Ừ, không biết. Cái bọc teo rồi nè. Không biết. Như mày mãi với cái chiếc đứt trắng này. Cá sạc này sao mà ăn không biết nữa. Dập luôn. Cái bọc đó. Ăn đi, ăn ba cái chuyện đó. Dạ uống rượu một ly chưa, uống mà cái này nè. Bảy không? Hồi đó hấp hấp với luôn á. Cái đó là phải ngồi với như những người Nhật cái nha. Để vô đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó mình qua bên lại hàng. Có mấy cái kia nhỏ đi hết trơn. Đây rồi nè. Mày có gì vậy? Gió em một lúc gì gió nè. Cái này thiếu phanh. Cái này thiếu phanh nè cả nhà. Cái phanh đang làm chút xíu vô. Rồi rồi. Mình nhậu đi. Ở phanh nó yếu nhậu yếu xìu cho nó nghỉ nhậu cũng được nữa. Chút xíu cho nó vô nó ăn cơm. Yếu lắm. Có chịu không? Lúc này chạy. Đưa lên cho em. Bên này 3, 3 đấu 4, 4 đấu 3. Dạ. Khách với ta. Vậy phải không? Ừ. Ừ, dừa lắm. Dừa lắm ơi. Đã hay lắm, đã. Nhìn lắm em. Ba đồ, ba đồ. Uống rượu không? Đây là đủ rồi đó. Còn này lấy hoàn thành. Đông. Đông nè. Trời ăn bông bí kìa, ổ bông mướp rồi nè. Mướp. Thôi 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 à, đừng tập bậy à. Từ giờ kêu thả vô ăn chưa đựng bông nó mất tiêu hết trơn. Anh vớt chân rồi. Công nhận hay thiệt chứ. Bỏ vớt liền nó mới ngon. Rồi thôi trời ơi. Rất là được chưa? Ăn rồi, nhiệt tình đây. Rất nhiệt tình vô. Rất nhiệt tình đó. Mày gắt ngại hoài, mày tính lấy giá, nói với mẹ đi. Nó nói gắt bịch lấy giá chút á. Vô, mày mày ơi. Vô rồi. Vô. 1 vô. 2 3 vô. Quá nhon à. Nguyên hả? Quá nhon. Ờ thử cái nguyên chứ. Nguyên nguyên à. Vô. Dứt dứt à. Trời ơi tình nghĩa đi. Trời ơi chưa cho nó hết. Thiệt tình. Buổi chiều trời nắng đẹp quá cả nhà. Mùa đó. Phải không mày nghe. Phải không cơ. Này nó đi mua kìa. Không biết. Rồi chốt anh. Có chưa? Đây cái đó để cái bồn lên cái này. Ông Khanh nó dung tay chân nè. Lẹ đi. Ăn hồi còn cả mấy cái xài lỗ quá á. Dung tay chân rồi. Đâu cái đổi nó dữ vậy đó. Đồng quê đây cả nhà. Đây cái này ở giữa đồng đó. Bên trời mình có chứ cỏ cho bạn cũng có mới xả một cái miếng lúa.
Mớp này mớp trái dại nha cái nè. Kè bữa nó là dữ lắm im luôn. Đây cũng có mới có miếng lúa. Tụt bắp hay vậy? Phương xa tới. Có mấy ông anh ở Sài Gòn quên Long Xuyên qua chơi. Có hai anh tiên rồi. Có hai. Mời đại gia đình thân yêu mình cái nè. Mời hết mấy anh luôn nha. Cảm ơn anh Phương với anh Phước rồi mấy anh cũng tới chơi và anh Phương cũng hỗ trợ được cái nền thì rất là ngon nha. Vâng, cảm ơn anh Phương rất nhiều nha. Chào các bạn. 1 2 3 vô. Nào mà con thành sung hơn cả nhà. Uống một cái chén nhộn rồi. Rồi, con cá sặc lớn nè. Con cá sặc đảo nhiều đó rồi. Hay vậy? Hai ba hai con không mà. Ừ, cá nhận lấy đây loại bên kia. Ờ, cái vô kìa, sống loại gì bên đây chứ thôi. Không có vô đây bỏ một vỗ nhỉ, vô vô kìa. Cái vô đó để đưa cho anh Phương kìa. Ôi, anh ấy mà. Còn cái vô nhỏ mà. Còn con cá ngô phi xà bá chiên giòn lớn giòn đâu đi. Cá ngô chứ ta rảnh. Ừ, lớn giòn chứ để đâu. Ê, cái rảnh mày đâu? Đó, ngọn lắm á. Đúng rồi. Cái này nó giòn luôn rồi. Giòn luôn rồi, chúng ngon. 2 3 vô. Trời ơi trời, chấm vô cho nó chấm luôn. Chấm vô chấm vụ luôn hả? Ông quýnh quá ngon hết trơn. Quá vừa chấm mà. Lập cái anh Tiên nói chuyện díu dụm cho. Thôi giờ cũng chiều rồi bạn ơi. Em cũng xin thay mặt anh em và cảm ơn anh Phương rất nhiều. Cảm ơn anh Tiên, cảm ơn mấy ông anh đến chơi với tụi em rất là nhiều nha. Cảm ơn tất cả mọi người cho trong nước và ngoài nước luôn nha. Mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy chú luôn nha. Rồi. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau. Bye. Anh Phương muốn nói gì không? Được rồi, vậy là mừng rồi. Vậy là rất là vui rồi. Dạ, vậy thì hẹn cả nhà gặp lại clip sau cả nhà ơi. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Bye. Bye.